Minh Ao Đà Đông xin chào quý vị và các bác. Cửa hàng hôm nay đang lên sóng giới thiệu đến anh em hai mẫu âm ly đèn vu. Nó là dòng âm ly cổ của các dòng âm ly anh em nhé, dòng Sony hoặc những dòng âm ly cổ khác thì nó đều có chất âm cực kỳ rõ ràng về ba dải âm. Nó chỉ khác nhau về độ khỏe của những con âm ly cổ. Còn những con âm ly cổ khi anh em chơi, anh em sẽ nhận được chất âm ba dải âm nó rõ ràng, nó sắc nét. Các bác đang cảm nhận dải lời, dải mid, dải chép nó rõ ràng, nó tách bạch. Mời anh em cùng nghe to rõ hơn. Và cửa hàng báo giá luôn cho anh em tiện theo dõi, giá thanh lý luôn, giá 2,5 triệu, bao ship luôn cho anh em nha. Bao ship luôn cho anh em. Còn nếu anh em nào đến lấy được tận nơi, giảm cho anh em 100 tiền đi lại. Cửa hàng thanh lý luôn, giá 2,4 triệu. Nếu anh em đến lấy tận nơi, hàng bán ra đảm bảo hoạt động tốt, sò zin, nguồn zin, tụ zin cho anh em. Mặt tiền đẹp, hình thức ok. Đó, hai mẫu âm ly đều có đèn vu, nó rất thích hợp để anh em chơi vào những mẫu âm ly, những mẫu loa cổ, loa toàn giải. Các bác cùng nghe to rõ hơn một chút đi. Ngày mai nó tôi kim cửa cuộc đời, dặn nhau gắn thôi, dù cho vành môi sẽ không mấy cũng mỉm cười. Hai năm sau mới có thư về, nhìn con dấu đi nơi nắng cháy biên thùy, người quen cho biết tin, bạn tôi thân mến đã lượn quanh ngã tư khắp đơn vị tiếc đôi đứa đôi nơi ngày đầu tiên biết tin. Về hình thức ở tầm giá này 2,5 triệu bao ship cho anh em, phải nói là nó quá đẹp rồi. Đó, anh em thấy nó mượt mà không? Nó là âm ly cũ, lên dù gì đẹp đến đâu nó vẫn phải có sơn sát một tí tỉ ở đâu đó, nhưng anh em có thể thấy là hình thức khá tinh tươm, mặt phay nhôm sáng bóng luôn, góc cạnh mượt mà đó, và quan trọng là hoạt động ok, hoạt động tốt luôn. Anh em chơi từ những đôi loa cổ, loa toàn giải, loa Buxel, từ bass 20, 25, thậm chí bass 30, Pioneer kia, cửa hàng đang phối ghép, anh em vẫn thấy nó hoạt động rất trơn tru, mượt mà, đúng không? Đó, bây mời anh em xem tiếp mặt sau đi. Đó, mặt sau. Âm ly là âm ly cổ, lên công suất nó chỉ cần vài chục watt thôi, nhưng dùng để nghe nhạc thì anh em vô tư đi. Đó, và nó chỉ dùng để nghe nhạc anh em nhé. Đấy, đây là thông số của con phía trên. T11 100V 50W. Đó, có đầy đủ các tính năng AUX, Tuner, đường Phono, đánh một cầu loa. Và tiếp theo là con dưới cũng như vậy, đánh một cầu loa, cũng sản xuất tại Nhật Bản hết. Dưới là TAF2, còn trên là TA11. Con dưới là 65W. Đó, một vài watt anh em đừng quan tâm nhá. Chất âm nó ngọt lịm luôn. Xa nhau đã cách xa rồi, ta đã xa cách lâu rồi. Bế trái, giữa, bế phải. Thì thôi em nhé, dù nào lớn yêu hay đau cũng thế thôi. Ngày xưa tình hay hờn dỗi nên người mỗi nơi pha rồi. Chất âm nó quá xuất sắc luôn về độ sắc nét, độ rõ, độ mịn của ba dải âm. Còn nói về độ khỏe thì mình sẽ không thể so sánh với những con âm ly đắt tiền hơn rồi anh em nhé. Anh em mua đồ này và anh em nên hiểu những cái gì nó có để mình có cái quyết định khi mình sử dụng. Giả sử anh em nghe nhạc vàng, nhạc bolero, nhạc acoustic, nghe nhẹ nhàng trong phòng, nghe du dương, nghe kiểu nhạc như anh em đang thưởng thức ở đây thì nó quá hợp luôn. Còn để mình chơi những thể loại nhạc bát mạnh đánh rầm rầm
nghe điên cuồng thì nó lại không phải là một con Omri để anh em lựa chọn. Đó. Cửa hàng có rất nhiều những dòng sản phẩm khác nhau và khi quay video cửa hàng đều tư vấn nói rõ để anh em nắm được, để mình chọn được những sản phẩm nó đúng theo cái ý của mình. Quê cũ ghi bao tình, tôi mến đêm trăng rằm, mong ngày thiên. Xin cảm ơn anh em đã theo dõi. Riêng hai con này bán bao ship cho anh em là 2,5 triệu, còn anh em đến lấy được là 2,4 triệu. Xin chào, giá thanh lý luôn.